Kính chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m hoạt động yếu, nên tại Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tiếp theo tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Sau đó sẽ tăng thêm 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Phía Tây Bắc Bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ban ngày trời vẫn có nắng oi lúc trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất ngày mai là 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Sau đó cũng tăng thêm từ 1 đến 2 độ trong 2 ngày tiếp theo. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn. Riêng Thanh Hóa mức nhiệt thấp hơn đáng kể, không quá 33 độ. Đà Nẵng đến Ninh Thuận duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Quý vị cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ trong 3 ngày tới là 34 đến 37 độ. Riêng Bình Thuận có thời tiết dịu hơn với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 đến 33 độ. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ cũng có mưa dông vài nơi vào ban ngày, chiều tối mưa dông sẽ tăng lên diện rải rác, ban ngày xen kẽ có nắng với nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Một số nơi ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng nhẹ với mức nhiệt độ đạt ngưỡng 35 độ.